Trời, tôi nói thật là tôi rất là đồng cảm với ông. Sai. Tôi nói thật tôi rất là ghen tị. Tuân quá ghen tị với tình cảm của hai bạn đi. Tại vì nó là một cái điều mà Tuân rất mơ ước. Tuân nhìn thấy ở hai bạn từ lúc đầu Tuân mới gặp rồi. Là có cái sự kết nối mà không, Tuân cảm giác là không có cái gì dứt ra được á. Và khi nghe cái câu chuyện của hai bạn, Tuân rất là ghen tị. Đó là một cái điều mà Tuân ao ước từ rất là lâu rồi. Chưa có nữa. Nhi phát hiện ra lúc mà Nhi sinh được đứa con đầu lòng. À, có chồng rồi. Dạ. Sinh con rồi mới phát hiện hả? Dạ. Ủa sao phát hiện trễ vậy trời? Dạ cũng hơi muộn nhưng mà còn hơn là chưa. Nhưng lý do gì Nhi phát hiện được? À, lúc lấy chồng là cũng không có thật sự yêu ba của đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mà do gia đình lúc đó cũng thương ông bà, thương ba mẹ. Rồi nói chung là điều kiện phù hợp, chỉ cần cái gật đầu của mình thôi thì mình cũng gật đầu để cho gia đình được có cái đám cưới. Vậy là hai người không phải là yêu nhau mà tìm hiểu 3-4 năm mới cưới. Dạ. Mà qua giới thiệu. Ảnh thì theo đuổi Nhi 3-4 năm rồi, nhưng mà Nhi thì xem là bạn thôi. Đến khi ảnh ngỏ lời cầu hôn thì gật đầu là vì cái khác chứ không vì vì gia đình mình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mình gật đầu mà vì gia đình thôi, không vì tình yêu á, thì Nhi có thấy nó quá áp lực không? Dạ có chứ. Khi mà cái đêm chuẩn bị rước dâu á, là đêm đó không ngủ được. Bị giằng xé giữa hai chuyện là ngày mai mình sẽ làm cô dâu về nhà chồng hay là mình trốn. Là có nghĩa là Nhi cảm thấy là mình không thích bạn nam đó hay là mình không thích con trai luôn? Không thích con trai. Lúc đó là đã không thích con trai rồi hả? Lúc đó không thích con trai rồi nhưng mà mình chưa có phát hiện ra được. Dạ, mình không biết, không có tình cảm đặc biệt với mấy bạn nam. Nhưng mà lúc đó cũng chưa có tình cảm đặc biệt nào với bạn nữ hết. Dạ đúng. Lúc đó mình mới chưa biết là như thế nào. Dạ đúng. Dạ. Trước An á, có bao giờ Nhi đã từng quen một cô con gái nào chưa? Có, trước An Nhi cũng có một mối tình 5 năm. Là sau người chồng là khoảng thời gian ở giữa. Ngay là quen người đó xong mới tới xong bên tới bạn An. Này. Wow. Rồi lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp như vậy. Bất ngờ quá. Rất là bất ngờ. Mình đã thổ lộ như thế nào để mình có thể dừng lại cuộc hôn nhân đó? Cuộc sống diễn ra bình thường nhưng mà trong chuyện vợ chồng á thì Nhi không có cảm xúc lắm. Lúc đó Nhi gần như trầm cảm là do Nhi nghĩ Nhi bị bệnh. Căn bệnh gì không biết mà không có cảm xúc với chồng. Xong mà cũng sanh con, đứa con đầu lòng. Rồi Nhi đi học, Nhi gặp một bạn đồng tính thì lúc đó cảm xúc trong mình, có cảm xúc mình mới biết. Xong rồi về cũng thẳng thắn với chồng. Nói luôn. Nhi nói là anh ơi, thời gian qua nếu mà em có làm điều gì có lỗi với anh thì anh bỏ qua, nhưng mà giờ em nói thiệt với anh là em không có thương đàn ông từ hồi lúc cưới anh tới giờ. Chắc ông bất ngờ lắm mà. Chồng Nhi bị sốc. Sốc đúng không? Rồi ông nói làm sao Nhi? Ông nói là chắc là do say nắng hay là cảm xúc nhất thời thôi. Nói không, em xác định kỹ lắm rồi. Thôi giờ cho em ôm con đi về mẹ ở thời gian để em xác định lại. Thì trong vòng một năm đó Nhi xác định chín chắn hơn. Sau một năm ly thân mới ly hôn chính thức ra tòa. Trước cái người chồng của Nhi đó, Nhi có bao giờ quen một người con trai khác chưa? Chưa. Trời, cái gì mà... Cái gì mà... Lạ lùng quá nhỉ. Quá nhanh, quá nguy hiểm ha. Dạ. Chắc là do ấp ủ lâu ngày quá nên khi bùng phát là dính luôn. Rồi về câu chuyện của An một tí đi. Nói thật ra là cái ngoại hình của An bây giờ rất là xinh trai. Nên Tuân nghĩ là An đã phát hiện bản thân mình từ rất lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em công khai về ngoại hình cũng như công khai với gia đình thì mới thôi. Từ lúc bắt đầu quen Nhi á. Là bắt đầu mới công khai. Dạ. Lúc trước là trước đó mình có để tóc dài. Dạ đúng rồi. Từ khi nào là An phát hiện ra mình khác các bạn nữ khác? Cái đó thì chắc là từ nhỏ luôn á. Lúc nhỏ em thích mặc đồ con trai. Khi đi học thì mình thích che chở cho mấy bạn nữ á. Nói chung dần dần lớn lên thì em chưa bao giờ thích một người con trai nào hết. Chỉ thích mấy bạn nữ thôi. Xác định cái giới tính của mình luôn. Nhưng mà mình không công khai với gia đình thôi. Bao lâu sau đó thì An công khai với gia đình? Chung là chắc gia đình em cũng có ngầm hiểu. Tại lúc trước em rất là cá tính, nam tính. Em chỉ không để tóc ngắn thôi. Vẫn là đồ cá tính chứ không phải mặc đồ của bánh bèo. Dạ đúng rồi, cá tính một chút. Rồi đôi lúc thì nếu mà làm cho má vui thì em sẽ mặc đầm để đi đám cưới. Nhưng cái đó chắc thỉnh thoảng. Nhưng mà chưa bao giờ An trực tiếp come out với gia đình mình. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ
chương trình này là cái lần đầu tiên mà mình come out với mọi người? Có thể nói là như vậy. Tại vì gia đình em biết, không phản đối nhiều mà cũng không ủng hộ nhiều. Mà em cũng chưa lần nào nói với gia đình là giới tính em vậy. Ừ. Rồi An đã từng quen với cô gái nào trước Nhi chưa? Nói quen thì chưa chính thức. Có tìm hiểu một số bạn, với lại cũng không công khai. À. Rồi cơ duyên nào đem hai người đến với nhau? Tụi em quen nhau trên hội của cộng đồng. Dạ đúng rồi. Chỉ là comment qua lại rồi kết bạn nói chuyện thôi. Nói chuyện thôi, trên nhóm thôi. Rồi sau bao lâu thì hai người quyết định gặp nhau? Không tới tuần. Là trong vòng một tuần thôi. Dạ, ba ngày. Ai hẹn ai gì? Nói chung là chỉ muốn nói chuyện với Nhi cho vui thôi. Nên nói chuyện qua lại thì Nhi nói là em nhỏ quá, chắc là không gặp. Em nói là nếu là người khác á, chắc chắn sẽ muốn gặp em. Còn nếu là chị, chắc chắn sẽ muốn gặp em sớm hơn nữa. Anh này thấy trong lòng thấy tức quá, làm sao có một tên lại sắc sược như vậy. Chị sẽ không bao giờ hẹn gặp em trước. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm đó Nhi buồn quá, nên là Nhi gọi An ra. Rồi An cũng chịu luôn. Dạ. Thì mày cũng thích nhau rồi mà. Cũng hơi thích thích đúng không? Dạ. Cũng có tình cảm chút đỉnh, nhưng mà còn vướng mắc nhiều thứ quá. Khi gặp nhau lần đầu tiên nói rõ ra hết mọi chuyện thì mới đồng ý quen nhau. Tại vì cả An và Nhi đều rất thẳng thắn. Ngày đầu tiên chỉ gặp rồi nói chuyện thôi. Xong rồi sau ngày hôm đó là biết là mình thích người đó rồi đó. À. Nhưng mà vẫn chưa nói được. Lần đầu tiên hai người nói chuyện gì? Lần đầu tiên gặp là Nhi đang lúc đó trong tình trạng là say rồi. Buồn mà. À. Xong rồi điện em ra, em cũng ra. Vừa thấy chào được cái em đi lại rồi đưa hết chìa khóa, giỏ tiền, điện thoại gì đưa hết cho em luôn. Để đi vệ sinh đó. Em nói trời trời, có con người nào vậy không? Chưa biết em không đàng hoàng. Em không đàng hoàng, em gom đi hết. Ừ. Kể cả vé xe đồ đưa cho em hết luôn. Nhi ơi, hôm đấy Nhi có vướng mắc cái điều gì mà có vẻ nặng nề dữ vậy? Nhi thời điểm đó rất là áp lực trong cuộc sống. Thời điểm đó Nhi vẫn còn đang ở với bạn kia. Nhưng mà đã ly thân gần một năm rồi, ở chung nhà. Hồi lúc trước Nhi là làm bên vũ đoàn, biên đạo múa. Áp lực công việc rất là nhiều, không có người chia sẻ. Đi làm tối về rất là mệt mỏi. Tại vì khi mà về chung nhà là người ở trên, người ở dưới không nói chuyện được. Rồi cả chuyện này Nhi không kể được với ba mẹ. Tại vì mẹ cứ nghĩ cái thời điểm đó con gái đang rất hạnh phúc trong cái giới tính mà con gái đã chọn, nên không muốn làm ba mẹ thất vọng. Hai bạn đã mua một căn nhà chung và sống chung. Rồi khi mà An quen với Nhi đó, thì mình biết được là Nhi vẫn còn ở chung với lại người cũ. Thì cái cảm xúc của An không mà... biết sao, lúc đó em không biết là em chưa thương nhiều hay sao mà em không quan tâm. Đến rước bạn đi, xong rồi đưa về. Nhi nói là Nhi ngủ tầng dưới, bạn ở tầng trên. Thì em cũng thấy bình thường. Chắc đó là chưa thương nhiều đó. Yeah. Mà khi mà thương nhiều là nó sẽ khác. Đúng rồi. Yeah. Thương nhiều mình sẽ hơi ghen chứ hả? Là sẽ ghen liền, chắc chắn là vậy luôn. Khi mà quyết định quen nhau rồi á, thì bây giờ hai bạn ở cùng với nhau hả? Dạ. Yeah. À, là Nhi quyết định tách ra. Yeah. Nhà kia chắc phải bán à, tại vì hai người mua chung mà. Dạ, yeah, nhà kia bán chia đôi. Bán chia đôi. Yeah. À. Chia ra tài đó. Dạ. Ra tài là gì? Chia ra tài là xong. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi. Có vẻ nhanh gọn. Dạ. Cái này rõ ràng. Rõ ràng. Dạ. Đúng rồi, cái này rõ ràng mà. Dạ. Của chồng công vợ, ly dị ra tờ chia tay. Dạ. Chia ra tài là xong. Sau khi hẹn hò bao nhiêu lâu á, thì bọn mình mới có tình cảm thật sự? Dạ cũng nhanh. Tụi em gặp lần đầu tiên là đã có tình cảm rồi. Có tình cảm như vậy á. Nhưng mà hai đứa cứ cốt mắt trong lòng nên không nói ra. Một vài lần sau gặp á, thì em là người nói. Em nói là em không sẵn sàng với một người mới chia tay như vậy. Thứ hai là em trước giờ em cũng không sẵn sàng với một mối tình nào hết á. Do là em tìm hiểu nhiều bạn á, mà sao á em vẫn không hài lòng được á. Không có ai dự ý. Dạ. Phải nói An rất là khó. Không có ai dự ý An được hết. Cái em thấy, nói chung là thấy thương. Xong rồi mới nói thẳng thắn là em như vậy á, muốn ý muốn của em như vậy. Lúc đó còn chị em á. Xong rồi Nhi cũng nói ý kiến của Nhi. Thì Nhi cũng là người rõ ràng lắm. An nói là nếu mà quen á thì không quen nữa, chia tay thì không được làm phiền nhau. Giao kèo với nhau. Giao đó kèo. Nói chuyện từ 10 giờ đêm tới 4 giờ sáng. Sau ngày hôm đó là xong hết. Chốt nhau được rồi. Chốt rồi đó, thỏa thuận với nhau rồi đó. Chốt hạ chưa? Dạ chốt hạ. Chốt hạ là lên giường đó. Dạ vẫn chưa. Chị ơi, dạ, chị ăn nhanh quá. À, chị mà chốt hạ là chị lên giường. Thì đấy là chị thôi. Rồi sau đấy ai tỏ tình với ai? Có phải An là kiểu chị ơi, anh yêu em không? Thay bằng cái từ là chị ơi, em nhớ chị thôi. À. Là lúc đó là biết thương rồi. Dễ thương. Chị ơi, em bị nhớ chị. Em bị nhớ. Chị ơi, em bị nhớ chị. Cái khoảng thời gian đó là
hai đứa nói là không nói chuyện nhau nữa. Đó giờ hai đứa quen không được đâu, không không có gì được hết trơn á. Nên là thôi mình đừng có nói chuyện với nhau nữa. Mà cái khoảng thời gian đấy dài không ạ? Dạ có 3 ngày nha. Dạ có 3 ngày nha. Mà sao lý do người ta sao vậy ạ? Sao nói vậy ạ? Nghe nghiêm trọng. Tại còn do dự á chị. À do dự. Dạ. Với lại cái câu nói đó là cái câu thăm dò đó Phương á. Dạ. Cái câu nói đó là cũng có cái câu nói mà vẫn thương, vẫn thích mà vẫn muốn nhấp thử để coi cái đó Phương như thế nào. Nhấp. Em thích nhấp không? Em đứa em không nha. Là em dối lòng đó. Rồi phản ứng của hai bố mẹ khi mà biết là Nhi với An quen nhau. Về phần Nhi á, thì mới đổ vỡ trong một cuộc tình 5 năm thì hơi khó. Với lại khi mà Nhi dắt An về ra mắt á, mẹ cũng không có đồng ý lắm. Lý do là An quá nhỏ tuổi. Lúc đó em non quá. Tại vì Nhi đã ở với một người lớn tuổi hơn còn đổ vỡ thì sợ thôi, sợ mà đổ vỡ một lần nữa. Sợ không chững chạc. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra Nhi ơi, có phải Nhi thấy ở An một cái gì đấy rất là chững chạc hơn tuổi không? Rõ ràng. Tại vì Tuân á, khi mà nhìn An thấy được cái đấy ngay. Dạ, và Nhi thương An cũng vì cái đó. An nhỏ hơn Nhi cả 10 tuổi mà Nhi cảm thấy rất là an toàn. Có thể lo cho Nhi, có thể lo cho con trai Nhi. Giống như là chỗ dựa vững vàng đó. Dạ, đó. Nhìn An nó rất là vững chắc. Rồi An, vì sao mà Nhi bảo An là một người rất là khó tính? Thì cái điểm gì ở Nhi mà làm cho An cảm thấy là muốn gắn bó với cô gái này? Nói về lý do thì chắc em không có thể nào mà diễn tả được. Nhưng mà đó là do cảm nhận của mình thôi. Về ở chung, nói chung là những cái điểm của Nhi thì An hài lòng hết. Không, lúc trước thì không, lúc trước thì có những điểm. Nói chung là hai đứa rất là thẳng thắn với nhau. Cho nên là anh không thích em như vậy à, hoặc là em nên như thế kia. Thì chắc là do Nhi thương em nên là Nhi thay đổi hết. An có thương cái hoàn cảnh của Nhi không? Dạ, là phải có chồng có con cũng có cái tình thương đó nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đầu thì nói là trời ơi sao mà khổ sở vì tình yêu như vậy. Em nói là thôi để tôi tút cho bà này đẹp lên rồi cho bà có bồ. Cuối cùng hốt luôn. Là cũng có thương hại một phần đó đó. Dạ đúng, chính xác. Ban đầu là thương hại. Thương hại đó, dạ, cái câu chuyện nào là thương hại. Mà em dẫn rồi. Đi chơi rồi em dẫn đi làm tóc, các thứ, đi massage đồ này nọ, đi spa để cho thư giãn. Em nói là ừ để tút cho đẹp lên. Cái điều mà đó là lần đầu tiên Nhi làm. Cảm giác của Tân nha, gu của An á, là một người từng trải á. An sẽ không thể nào quen những người gọi là hơi trẻ trâu nhà hay là hơi trẻ con được. Đúng, anh Tân nói đúng, chính xác. Ban nãy á, anh nghe câu chuyện của An khi mà Nhi á, thay đổi bản thân mình á, anh cảm thấy ghen tị nha. Tại vì anh đã từng có một tìm hiểu một người. Họ rất là thương anh cũng thương họ. Nhưng mà họ không thay đổi bản thân họ được. Anh quyết định rút lui. Thì anh mới thấy may quá, may mà Nhi thay đổi. Vì yêu mà thay đổi để tội mà nghiệp em cái gì? Em không thấy tội nghiệp. Tại vì em chắc chắn em sẽ có nhiều cái không, lựa chọn khác. Không, chỉ thấy tiếc cho mà các bạn đó. Có một người rất là ok như em mà tại sao mà không thay đổi gì người yêu mình? Cái sự thay đổi đó tốt cho em. Đó. Với lại nó tốt cho cả hai người. Em không phải vì yêu mà em cuốn theo cái người đó đâu. Nói chung là khi quen thì cứ thích người yêu mình như vậy. Nhưng mà đâu phải thích là được đâu. Nhưng mà em rất là quý cái chuyện Nhi thay đổi là do trước giờ Nhi không nghe lời ai hết. Anh nghĩ là chưa có ai át vía được á. Còn Nhi nhìn em thấy ồ bị át vía quá nên mình quyết định tự nguyện thay đổi. Chắc là vậy á. Đúng không? Nhi cũng nghĩ vậy anh Tuân. Mình đừng nói bàn về tuổi tác. Tự dưng Tuân nhìn hai người ngồi kế nhau, cái Tuân nhìn cảm giác Nhi cũng dựa vào vai của An một cái. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhi mạnh mẽ bất cứ nơi đâu, nơi đó đừng có An là được, có An là tự nhiên Nhi yếu đuối. Có người mạnh mẽ hơn rồi. Dạ, đúng người mình cần để cho cái người mà mình vậy. Sẵn sàng sống thật với bản thân của mình. Dạ đúng rồi. Rồi Nhi với An đã ở với nhau được bao lâu rồi ha? Được 3 năm mà anh. Hơn rồi 3 năm. Hai người có bao giờ quyết định là mình sẽ có một cái đám cưới hay là sẽ như thế nào? Tụi em có tổ chức một cái đám cưới thân mật ở Long Hải. Nhưng mà chỉ có bạn bè với nhau thôi, không có gia đình. Là tổ chức rồi luôn hả? Dạ. Là dạ. Sau khi quen nhau bao lâu thì mình tổ chức đám cưới hả? Em tổ chức tháng 5 vừa rồi á. Cái lần hơn 2 năm. Hơn 2 năm là tổ chức đám cưới. Nói chung cái đám cưới đó là tụi em mơ ước lâu lắm rồi. Nhưng mà lần đó phát hiện Nhi bệnh á, cho nên là An muốn tổ chức cái đám cưới đó gấp hơn một chút. Kiểu như bác sĩ bắt cưới á. Kiểu như bác sĩ bắt cưới. Nhưng mà hai bạn bây giờ có muốn làm một cái đám cưới nữa không? Có. Dạ, có. Kể cả mẹ An và mẹ Nhi đều muốn có một chị cái sẽ giúp cho hai em cái điều đó. Dạ, may mắn cho tụi em. Nhưng mà nếu như hai em đồng ý thì chị sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó. Cái sợi dây gắn kết giữa hai người nhìn rất là rõ. Dạ. Nên tôi nghĩ là
thôi mình đồng ý đi. Và mình phải có một cái đám cưới như vậy để mình kỷ niệm cái tình yêu của mình. Dạ. Dạ. Mình có thể có mời, cái trách nhiệm với nhau mời gia đình, mời bố mẹ đến luôn để mà chứng kiến cái giây phút đó chứ. Dạ. Em cảm kích lắm, em cảm ơn chị. Nhưng mà chị hứa là phải thăng hoa nha. Dạ. Bây giờ cho anh hơi tò mò chút xíu, quay về cái vấn đề bác sĩ bắt cưới. Dạ. Thì cái vấn đề bệnh tình của Nhi á, dạ, nó nghiêm trọng đến mức nào? Ngay thời điểm đó thì Nhi phát hiện là Nhi có hai khối u trong người, một trong ổ bụng và một ở buồng trứng trái. Lúc đó là chưa phẫu thuật nên chưa có sinh thiết được biết là u ác hay u lành, nên An rất là lo. Kể cả bản thân Nhi cũng vậy. Nói không? Sorry. Tôi nói thật, Tuân rất là ghen tị á. Tuân. Tuân quá ghen tị với tình cảm của hai bạn đi. Tại vì nó là một cái điều mà Tuân rất mơ ước. Tuân nhìn thấy ở hai bạn từ lúc đầu Tuân mới gặp rồi, là có cái sự kết nối mà không, Tuân cảm giác là không có cái gì dứt ra được á. Và khi nghe cái câu chuyện của hai bạn, Tuân rất là ghen tị. Đó là một cái điều mà Tuân ao ước từ rất là lâu rồi, chưa có đâu. Cảm ơn. Em muốn là sẽ có thôi. Từ từ em sẽ có, và chị tin em sẽ có một người bạn đời rất là thương em. Nên đám cưới tụi em ấm áp lắm. Sau cưới thì em đi phẫu thuật liền. Kết quả xét nghiệm là dạ ổn định, u lành. À, u lành. Dạ. Khi mà báo kết quả, bác sĩ mời cả An vô. Thì An nói là chắc là như thế nào đó mới mời vô. Sợ lắm. Tập đầu năm mới nha chị ơi. Không sao. Lần đầu tiên là Tuân khóc đó. Dạ. 60 mấy tập rồi, lần đầu tiên là ông này cũng khóc. Đầu năm mới nhưng mà em nghĩ những giọt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Đúng rồi. Tuân nghĩ đó là một món quà của mình nha. Tuân có thể hạnh phúc thay cho người khác được á. Có nghĩa là Tuân nhìn người khác hạnh phúc, Tuân hạnh phúc theo. Tuân rất là thích nhìn người ta hạnh phúc á. Mặc dù mình hơi ghen tị thật nhưng mà mình rất là thích. Ngày hôm nay là những giọt nước mắt của anh Tuân, chị Chi cũng như là lời chúc phúc cho hai đứa tụi em. Tuân khóc là vì bây giờ thấy mọi người hạnh phúc quá. Rồi suy nghĩ về mình, Tuân là không hạnh phúc được như vậy. Okay. Chị cũng khóc cho em. Tuân cũng hạnh phúc, nhưng mà ý là cái hạnh phúc của hai người nó lớn quá. Xong rồi mình kiểu như là một đứa trẻ con, mình thấy bạn mình có cái đồ chơi đẹp hơn, mình ghen tị chung gì hết trơn á. Chứ thật ra thì hạnh phúc thì Tuân đã từng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nhưng mà nó chưa có đủ làm cho người khác ghen tị như là hai bạn. Yeah. Hạnh phúc quá ngắn. Hạnh phúc không chọn bạn. Dạ. Và đến giờ em ấy vẫn ế. Chị sẽ kiếm người cho em. Để em tự kiếm. Để em tự. Trời, lần đầu tiên thấy khóc quá trời. Quay chung 60 mấy tập rồi, lần đầu tiên khóc đó. Em cũng rất là vui khi anh Tân bữa nay cảm xúc nhiều như vậy. Thì rồi hai người như chắc không có tật xấu gì muốn thay đổi với nhau đâu ha. Lúc đầu thì cũng nhiều anh Tân, nhưng mà tụi em thẳng thắn lắm. Nhi cũng thẳng thắn, mà kể cả em vậy. Ban đầu gặp nhau đã biết là cả tánh nhau vậy rồi nên là thường sẽ nói. Cũng có cái thì mình thay đổi, có cái thì mình phải nói rằng tại sao phải như vậy, tại sao phải thế kia, hoặc là hai đứa cùng thay đổi. Nhưng mà theo cái cách nói chuyện của An á, nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, rất là dễ cho người khác là có thiện cảm với mình. Nhưng mà cái Nhi cũng nhỉ, cái của hai bạn có được một cái là hai bạn đều là những người sẵn sàng đối thoại á. Dạ. Sẵn sàng chia sẻ. Dạ, sẵn đúng. Sàng sửa chữa. Dạ. Để mà phù hợp với nhau. Cái đấy không phải ai cũng không phải ai cũng có được. Dạ. Lúc trước An cũng không phải là người mở lòng lắm, kể cả Nhi cũng vậy. Nhưng mà sau cái cuộc tình đổ vỡ của Nhi á, cái lý do là hai bạn không có tiếng nói chung, không nói chuyện được với nhau. Cho nên từ đó Nhi rút kinh nghiệm, Nhi nói với An thấy rất là đúng. Cho nên hai đứa thống nhất với nhau là có chuyện gì cũng phải nói. Rồi hai bạn có cái dự tính gì cho tương lai không? Ngoài cái đám cưới đi ha. Hiện tại thì Nhi tái khám lại thì lại có một khối u nữa. Dự định của tụi em là sang năm sẽ sinh con. Nhưng mà bây giờ dời lại nữa. Lại dời.
Ủa nhưng mà cái khối u đấy mình đã có thể sinh thiết nó để mình có kết quả về nó chứ? Dạ, là u lành nhưng mà do không thể triệt để được, vẫn còn cái gốc. Lâu lâu là tái phát lại nhưng mà là lành. Dạ, anh ơi, tụi em rất muốn có nhau đứa con. Năm nay là đã vỡ kế hoạch một năm rồi. Tụi em dự định năm sau là tụi em sẽ mang cho An một đứa con của chính An. Có lời hứa với em hả? Em có lời hứa rồi. Sau này mà không ở được cũng quanh lại sanh cho đứa con rồi đi em người khác. Hứa gì mà lạ lùng. Rồi hai bạn, tôi rất mong hai bạn chia sẻ một cái thông điệp gì đó đến với cộng đồng của mình để làm sao để có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn đó và có thể đến được một cái kết quả rất là hạnh phúc như vậy. Riêng Nhi á, thì muốn chia sẻ với các bạn là trước hết là các bạn phải sống tốt để cho kể cả cha mẹ, kể cả bên ngoài thấy dù mình là giới tính nào, mình là một con người bình thường, mình có ích cho xã hội, mình giúp đỡ mọi người hay sao đó. Để người ta tôn trọng. Để cho người ta tôn trọng, đặc biệt là để cho người ta tôn trọng cái giới của mình. Kể cả cha mẹ cũng vậy, nhiều bạn hay than là cha mẹ cấm cản. Đó là do cha mẹ thương mình, do cha mẹ chưa thấy được cái tốt ở cái giới mình. Nên là cha mẹ không chấp nhận thôi. Các bạn hãy sống tốt, sống mở lòng với mọi người hơn. Để cho người ta tôn trọng cái giới mình. Nhi chỉ mong xã hội tôn trọng hơn với cái giới của mình thôi. Rồi còn về An? Về em thì em nghĩ là các bậc phụ huynh đó nên hiểu cho con mình hơn. Tại vì bản thân An là người như vậy mà. Ba của An khó lắm. Ba An rất là khó. Ba An khó. Cho nên là An nghĩ á, cha mẹ mà ủng hộ cho con mình á thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Như An ví dụ như ba gọi An là con trai của ba, chắc chắn chuyện gì An cũng có thể làm được. An chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần ba hiểu cho một chút thôi. Thế thì thông qua chương trình, An có cái thông điệp gì muốn gửi trực tiếp đến cho người ba của mình? Hiện tại thì ba cũng không phản đối hai đứa nhiều. Tại vì hai đứa vẫn sống chung, rồi làm việc chung thì Nhi vẫn gọi ba là ba. Nhưng mà ba vẫn chưa mở lòng lắm. Ba chỉ xem Nhi là đứa con gái nuôi thôi, chứ không phải là đứa con dâu. Thế bây giờ Nhi gửi lời đến ba của mình đi, đến người ba, để làm thôi, sao để mình có thể được chấp nhận. Dạ, cái mong ước của Nhi hiện tại là ba rất là thương Nhi, rất là thương An rồi, nhưng mà ba chưa mở lòng với cái giới tính của cả Nhi với An. Nói chung là chuyện gì Nhi cũng hài lòng, chỉ mong ba hãy xem Nhi là một đứa con dâu hơn là một đứa con gái nuôi. Với lại ba chấp nhận ông xã Nhi là một đứa con trai hơn là đứa con gái trong gia đình. Thì như vậy mới hạnh phúc trọn vẹn được. Dạ đúng rồi. Ở hiện tại thì hai đứa cũng không mong gì hơn. Nhưng mà ba như vậy là tốt lắm rồi. Em chưa từng nghĩ là ba sẽ chấp nhận như vậy. Nhưng mà do chắc là do mẹ em và mẹ Nhi ủng hộ nhiều quá, nên là hai đứa cũng muốn ba, cũng muốn được sự ủng hộ của ba. Và con cũng cầu mong cho hai bác bên hai gia đình chấp nhận và yêu thương cặp đôi Nhi và An. Em cảm ơn chị vì đã chị giúp em gửi lời tới phụ huynh hai bên để cho cha mẹ hiểu về tụi em hơn. Quân dữ vậy đó, em rung quá vậy, tới giờ em vẫn còn rung vậy. Nó rung cái gì cưng, trở gì mà rung. Bà rung mà bà vậy đó hả? Nói vậy nha. Hai cha em vậy đó, đáng ở đâu là cho nó vui. Tao vừa tắt nhau. Các em gặp chị em rung đó, ví dụ vậy đó không? Đó là khác, bắt qua thằng Thượng vô cũng được, bắt đầu phải vô giới thiệu. Hôm nay đi trễ, mời nước đó hả? Ui mày không ơi. Là bắt đầu đi. Cái tóc của em có bị dưỡng vào mắt hay không? Nó cố tình vậy mà. Cái tài nãy em nhảy nó xúc sổ á. Tao nói là năm rồi. Không lên chứ không được. Anh đi để cái đầu vô mắt đi. Không, vừa tắt rồi. Kéo lên nữa. Kéo lên quá. Vừa tắt luôn. Em đi. Thôi rồi, về đường này. Ra đường này nè. Anh coi được không? Coi được cái hình. Thì uống gì rồi anh hồi. Nhìn cái tóc uống gì. Em nhìn chữ ký coi được không? Ok, 3, 4, 4 gì đó. Ok, ok. Ba ly gì? Ba ly gì? Vừa tắt nữa. Con bé tóc mà nó không có nghe lời em. Ok, ok, ok. Vậy thôi, kêu hết vừa tắt cái điếm rồi đi. Dạ, vậy đi. Cái tài nãy nó bị. 25 ly vừa tắt. Bên quanh có 4 ly. Ừ, nó đang ngâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó trang điểm cho chị đúng không? Hôm nay nó có làm nó ngủ. Hôm nay đi dĩ với Cường. Vậy hả? Rồi, phải chạy đi.
Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, tiếp diễn bắt đầu. Trời ơi, bà đi khắp ao, bà kéo quân kéo đàn đi rần rần rộn rộn vậy bà. Em hồi hộp á, bởi em phải nhờ hỗ trợ. Em làm gì hồi hộp? Em run. Làm gì em run? Lần đầu tiên em thật sự là em đối diện với chị. Một cái thần tượng của em hồi đó là em còn nhớ mà chị còn là Lâm Chiếc Khanh. Anh Khanh á, Lâm Chiếc Khanh hả? Trời, từ năm 2000 hả? Sao nhớ lâu vậy? Bây giờ mới nhớ hả? Thật sự là từ hồi nhỏ là em đã thích chị rồi. Lúc đó em cũng mê lô tô. Em đứng em yêu chị nha. Yêu đơn phương chị. Không có yêu chị mà em nghĩ bạch mẫu hoàng tử của em sẽ là chị. Nhưng mà bây giờ em biết chị là chị rồi nên là chắc em phải đổi đối tượng. Em chỉ có anh Tuân là em chịu ngang quá trời, ngồi kế bên kìa. Anh đang ế. Anh ơi, anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao với sắc đẹp này? Chị nghĩ là được đó Tuân. Chị sao chương trình này chị mang mối luôn chứ. Được đó Tuân. Chị mang mối em. Chị thấy em đang ế mà. Chị mang mối em nhiều quá. Ba chị chưa rã em cho trên sóng này nha. Đầu tiên nha, chị thấy là được trà đang là sắc nước hương trời đó. Anh biết sao không? Tại vì cái tính em rất là gọn nhẹ và thẳng thắn nên là em muốn là chuẩn bị sẵn luôn, anh đỡ mất công. Với lại em nói thiệt cũng vậy, nói thiệt là nó giỡn gì? Em nói giỡn á. Trời ơi, làm cho tốn tiền. Trời ơi, chứ mừng dễ sao em, chị đang ế, chị muốn cho em, chị yên bề gia thất. Nói chứ chị tình cảm khó nói lắm chị ơi. Sao mà muốn là được liền được. Sao chương trình này nha, xin sướng thọ em, chinh phục ảnh nha. Dạ. Rồi, bây giờ quay về với lại Quang Thịnh. Dạ. Thì cái nghệ danh của em là Năm Trà đó. Thì mọi người chắc hẳn là cũng muốn biết vì sao em chọn cái nghệ danh đó. Đối với em cái gì nó cũng có một cái duyên hết trơn á. Dạ, cảm ơn chị. Cái gì nó cũng có một cái duyên hết á. Em vô tình em đi làm phim lô tô, rồi sau đó em đi thi một cái game show, rồi em lại đi diễn, mà lúc đó em không có biết là mình sẽ lấy cái nghệ danh gì. Tại hồi đó giờ mình là diễn viên hay là mình chỉ lấy cái tên con trai là Quang Thịnh thôi. Lúc đó là em chưa có nghệ danh. Là em chưa có nghệ danh, em chỉ lấy tên Quang Thịnh thôi. Thì diễn, em nhớ là chương trình của Rap. Rap tổ chức, Rap Rapka ấy đâu đó. Thì tổ chức một cái chương trình đó, thì tụi em diễn, thì tụi em lấy tên là Tú Tú. Tại vì trong cái nhân vật trong phim là Tú Tú. Nhưng mà cái tên nó cũng không có gì đặc biệt, không có gì, nó rất là bình thường. Đúng không? Đó, thì có một bạn đặt cho em là Năm Trầu. Năm Trầu hả? Năm Trầu, tại vì Năm Trầu là một cái tên, một cái tên của một cái người biểu diễn lô tô ở dưới quê á, mà cái người đó có vẻ rất là đặc biệt, rất là dị dạng. Thì các bạn nó muốn đặt cho em, tại vì hồi đó em chưa có biết vấn đề mà phục trang rồi vấn đề tóc tai, em có cái gì làm nam lên người hết trơn, nhìn nó rất là quái dị. Em làm gái chưa? À, chưa. À, chưa trang điểm gái để đi hát chưa, hay là vẫn định làm con trai? Em trang điểm con gái nhưng mà em tự làm mà em không có biết làm gì hết đó, nhưng là nó rất là ghê. Đó, thì bạn nó đặt cho em là Năm Trầu. Nhưng mà cái tên Năm Trầu nó cũng không có dễ thương, nên là chị Cát Thi á. Chị Cát Thi cũng là một trong những người LGBT mà rất là giỏi, rất là tài, có thể ship được. Thì chị đặt cho em là Năm Trà. Nhưng mà em thấy cái tên Trà thì nó cũng bình thường quá. Nó cũng là giống như một người gái nó, nhưng mà nó nữ tính hơn cái kia. Dạ đúng rồi, nhưng mà riết rồi mọi người gọi là Năm Trà. Năm Trà. Dạ, thì em thấy cái tên đó người ta có thể nghĩ là nam cũng được mà nữ cũng được. Cái nó lưỡng lưỡng, nó lơ lửng vậy đó. Em cảm thấy rất là phù hợp cái tên đó. Và tự nhiên cái tên đó nó cũng đặc biệt so với nguyên một vàng người đẹp mà ai chẳng hạn như là Thúy Liễu hay là Diễm Trinh hay là cái gì đó kia rồi, thì mình là một cái gì đó nó rất đặc biệt và được mọi người Năm biết tới nhiều. Năm Trà. Năm Trà, Trà CH hả? Dạ đúng rồi, Trà CH. Trà. Trà đá hả? Dạ. Dạ đâu có CH là CH. Năm dạ. Trà. Trà rửa đó chị. Trà rửa. Dạ. Rồi. Cái tên Năm Trà chị thấy ấn tượng chưa? Dạ hay mà chị. Rất là nghe rất là dễ nhớ. Nhớ. Dạ. Tại vì là em cảm nhận nó có một cái gì đó nó cái môn nghệ thuật mà em đang đi biểu diễn là lô tô, thì bình thường nó cũng xuất phát từ miền Tây, nên là em thấy cái trang như người ta hay đặt là cô Năm, cô Tư, cô Bảy này nọ rồi, thì nó cũng sẽ rất là gần gũi với bà con. Thì em thấy cái đó cũng là một cái hay, một cái may mắn cũng như là một cái duyên của em về cái nghệ danh này. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên mà Thịnh có cơ hội là được ngồi lại và chia sẻ về những cái câu chuyện của cuộc đời mình đến khán giả đúng không? Tại vì trước kia anh chỉ biết đến em qua những cái video clip trên Facebook hay là những cái bài biểu diễn lô tô của em thôi. Dạ đúng rồi, thật sự thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nên là có thể cũng sẽ gút hết tâm can để nói ra, vì đây cũng là một cái mục đích sống của em. Vì em muốn nói để cho mọi người, cũng giống như những người thân của em hay là những người bạn bè hay là những người
hiểu về em và đặc biệt là cái cộng đồng LGBT của mình. Dạ. Thế bây giờ mình bắt đầu câu chuyện từ khi Thịnh còn bé tí xíu. Thì em có phát triển như những bé trai khác không, hay là em cảm nhận được là mình có gì đấy khác biệt? Thật sự thì từ nhỏ đó là thật là em chỉ có chơi với bánh bèo không à, em chơi với con gái không à. Dạ. Khi mà em thấy chẳng hạn như mấy bạn nam mà chơi đá banh hay đá cầu được mà mồ hôi mồ kê mà nhễ nhại là em cảm thấy em thấy nó làm sao á, kiểu như nó ghê ghê vậy đó. Không thích đúng không? Không chơi. Dạ. Em thật sự là em chơi với mấy cái chị hàng xóm có, là chơi cho hay như nhà chòi hay xuống sông vớt lục bình lên rồi chơi nấu ăn vậy đó, rồi bán nói chung hàng. Là chơi trò chơi con gái. Dạ đúng rồi, chứ không có chơi mấy cái trò chơi đá banh đá cầu này nọ nọ kia. Là từ đó mình cũng có thấy mình cái một cái gì mà khi mà mình bị chọc á, khi mà mình bị người ta nói là BD hay là bóng này nọ rồi thì mình chưa có ý thức, mình chưa có hiểu điều đó. Mình nói thật sự bản thân mình cũng đâu có phải là ẻo lả hay là cái gì đâu, thì mình chỉ con người mình bản năng mình như thế nào thì mình như vậy thôi. Nhiều khi đôi lúc mình cũng lớn lớn lên một chút xíu thì mình nói mình cũng gán gồng, tại sao mà bạn bè nó hay chọc ghẹo mình này nọ nọ kia, khi người ta chọc mình cảm thấy khó chịu. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà cái bản năng mình thì mình cứ sống vậy thôi. Rồi trong môi trường học đường của em đó thì nó có cái điều gì làm cho em phải suy nghĩ không? Có nghĩa là mọi người có trêu chọc gì hay là có kỳ thị gì em ở trong trường có học? Có bị ảnh hưởng tới vấn đề đi học của em không? Có. Thật sự thì có thể là em nghĩ giống như người ta không phải là muốn người ta chọc mình, nhưng mà cái giống như cái tính mình giống con gái, kiểu mình hay chơi con gái của thế mình. Thế là bản chất của em rồi. Dạ đúng rồi. Em không thể nào mà che giấu hết được. Rồi thì mình thì người ta hay chọc BD bóng này nọ nọ kia đồ. Nhưng mà lúc mà thật sự lần đầu tiên em đứng trước lớp em nói luôn, em nhớ là năm lớp 10. Em nói là thì tao BD đó thì sao? Thì đứng cả lớp nó luôn. Em đứng cả lớp em nói luôn. Tại vì tụi nó hay chọc giỡn mà tụi nó cái kiểu mà tụi nó bị giống như hay sọc ấy quần áo của em này nọ đồ á. Có một lần em nhớ là có một đứa bạn nó giỡn, nhưng mà cái kiểu mà nó giỡn em thấy không hài lòng là nó xé cái áo của em mà đứt hết 11 vàng nút luôn. Lúc đó là em học nội trú, em học trường Nguyễn Khuyến. Thì em mới xuống em ngồi ăn cơm, em ngồi đối diện với nó. Em không hề chửi nó một tiếng nào hết. Em mới nói là tại sao mày làm gì với tao? Tao đâu có làm, tao đâu có chơi gì với mày đâu mà mày lại đối xử với tao như vậy. Em bới cơm cho nó thì bắt đầu em cũng nói là thì tao là như vậy đó, nhưng mà thực sự tao vẫn là một người bình thường, tao đâu có cái gì đâu. Mà mày giỡn quá đáng với tao thì nó cũng xin lỗi em. Nó cũng chia sẻ với em và nó nói là thật sự thì nhiều khi tại tao thấy cái tánh mày giống con gái thì tao giỡn vậy thôi, chứ thật sự tao không có nghĩ là mày như vậy thiệt, nên là họ tao xin lỗi mày. Dạ. Thì em khi mà em nghĩ thì nếu như mà bản thân mình chịu, mình cởi cái lòng mình ra một chút xíu, mình chịu thoải mái với mọi người thì mọi người cũng sẽ hiểu mình, cũng sẽ giống như là người ta chấp nhận mình. Em nghĩ là như vậy. Người ta đồng cảm với mình. Dạ. Vậy có bao giờ em mở lòng với người ta mà người ta lại phản ứng ngược lại với em không? Người ta trêu chọc em nặng nề hơn không? Em thì em chưa gặp tình trạng đó. Thật sự em cảm nhận em là một người rất là may mắn. Em là một người rất là may mắn khi mà chẳng hạn như hồi đó em đi làm cũng vậy. Có một em nhớ có một cái anh đạo diễn đó, anh là người Bắc. Anh cũng có vẻ như rất là dị ứng với những người cái như vậy. Có thể là do cái người ta tiếp xúc nhiều với những cái người như vậy, những cái người như em mà giống như không tốt hay là như thế nào đó, thì tại vì con người mà muôn mặt muôn vẻ thì ở đâu cũng vậy thôi, nên là người ta có một cái nhìn nó không có thiện cảm lắm. Nhưng mà khi ảnh làm việc xong với em thì anh nói là thật sự là tự nhiên tao gặp mày cái tại tao có một cái suy nghĩ khác về cái những cái người như mày. Em thấy đó là cũng là một cái điều tốt và cũng điều may mắn của em. Rồi khi em lớn lên là em bắt đầu dậy thì và trưởng thành lên, thì khi nào em mới biết chắc được là giới tính của mình thuộc cộng đồng LGBT? Thật sự là tới lúc đó tại em học nội trú vậy. Lúc nhỏ thì em sống rất là khép mình. Chẳng hạn như có những cái bạn bè cùng quê với em hay là cùng học với em cũng là người như vậy thì mình cũng có biết, nhưng mà mình biết mình thích chơi búp bê, mình biết mình có cảm tình với con trai, nhưng mà mình chưa hiểu nó là cái gì. Lúc mà em mơ hồ luôn. Dạ đúng rồi. Năm lớp 10, lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì em cũng có thích những người con trai, nhưng mà đó là những người con trai thẳng. Con trai thẳng luôn. Những người con trai thẳng luôn. Thì em cứ suy nghĩ là mình thích người ta, xong rồi mình tiếp cận người ta, rồi xong mình người ta là kiểu giống như là người ta sẽ thương hại mình như vậy đi. Thì từ từ sẽ đồng cảm. Nhưng mà song song với cái suy nghĩ đó thì em có suy nghĩ là trời ơi, còn nếu như mà nó đang thích mình
mà có một cái người, một cái người con gái hay là một đứa bạn gái của mình mà nó lại cũng có cảm tình thì chắc chắn nó phải chọn người kia rồi, làm sao nó chọn mình được, tại vì cái mối quan hệ của mình là xã hội người ta cũng chưa ok. Em lại suy nghĩ như vậy. Thì lên lớp 12 em có thích một đứa đó, thì có một đứa bạn gái của em nó hỏi là ủa rồi cái thằng đó có giống mày không? Em mới nói là không. Trời ơi tao vậy rồi tự nhiên tao lấy một người mà giống như tao rồi hai đứa về trên mặt đầm hả má, sao được? Đâu có được. Có hai cái bạn đó là chưa hiểu được luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không hiểu luôn. Em không hiểu là top boss gì nằm trên nằm dưới gì hết á. Thật sự. Thì em mới nói vậy, cái nó là không, mày sai rồi. Nó phải là giống như mày vậy đó, thì cái giới mày cũng có vợ có nam nữ thì có vợ có chồng. Còn mình thì cũng có kiểu vậy, đứa mạnh đứa yếu. Thì em cũng lờ mờ em hiểu chứ em chưa thật sự chưa hiểu. Lên đại học em gặp một đứa bạn. Nó cũng là gay luôn. Thì nó mới khai sáng cho em, nói không, ông biết tại sao trong chuyện tình cảm ông khổ không? Tại vì ông yêu trai thẳng. Em nói là thì tôi phải yêu trai thẳng chứ. Thì cái tánh của em thật sự bây giờ em vẫn có cái sức hút của em á là em vẫn thích những người mạnh mẽ hơn là những người mặt hoa da phấn này nọ mà đẹp một cách hoàn hảo nha. Vậy đó. Thích đẹp manly. Dạ đúng rồi. Mạnh mẽ đàn ông là em thích vậy đúng không? Thì từ lúc đó là bắt đầu em mới hiểu chuyện ra. Lờ mờ là đúng rồi ha, mình bắt đầu mình tìm. Chứ hồi đó em thấy hai người đàn ông mà manly mà chở nhau là em nghĩ là hai người con trai, bạn bè chở nhau chứ em không nghĩ là cặp yêu đương gì đâu. Không bao giờ cái chuyện giờ vậy nó nhiều lắm mà. Dạ. Rồi đến khi nào thì em có người yêu đầu tiên? Người yêu đầu tiên là em năm thứ hai đại học. Năm thứ hai đại học. Quen ở cùng trường. Yêu trai thẳng luôn hả? Dạ không, thật sự là em cũng không xác định được là cái anh đó là cái gì. Là hồi đó em học đại học thì anh đó lớn hơn em 1 tuổi. Thì em đi tập gym. Hồi đó em không phải là con gái gì đâu, hồi đó em men lắm. Thật sự luôn á. Bắt đồ con trai bình thường. Bắt đồ con trai bình thường. Rồi đi tập gym thì tự nhiên cũng có gặp cái anh đó thông qua một người bạn nữa. Thì rủ đi uống nước. Xong rồi tự nhiên anh đó nói là em cho anh xin số điện thoại đi này kia kia nọ. Thì cũng cho, em không nghĩ gì hết. Thật sự đó giờ em chưa có. Từ hồi nhỏ tới lớn là em chỉ có là yêu đơn phương thôi. Còn cái này thì mình cũng nghĩ bình thường, mình không nghĩ là sẽ chuyện tình cảm gì đâu. Thì anh cho số điện thoại, ok. Thì em cũng cho số điện thoại. Cái bắt đầu anh cũng nói là ảnh có làm từ thiện ở một cái quán chay mà có 10.000 một dĩa hay là 8.000 một dĩa cơm gì đó để phục vụ các bạn sinh viên á. Thì em nói tại em bình thường em cũng thích làm mấy cái đó lắm. Thì có gì anh cho em qua em phụ. Thì đi qua phụ xong lúc mà anh chở em về.